Thâm mắt hay còn gọi là quầng thâm mắt thường có hai dạng phổ biến, đó là dạng thâm mắt đơn thuần và thâm mắt có bọc mắt. Thế thì thâm mắt đơn thuần tức là như thế nào? Tức là trong trường hợp mà các bạn có cái vùng da ở vùng dưới mắt này cùng vùng quanh mí mắt nó bị thay đổi hơn so với da đồng nguyên khác, tạo cho các bạn những quầng quầng mắt thâm, thì đó gọi là thâm mắt đơn thuần. Còn trong trường hợp mà những bạn nào có những cái bọc vỡ mắt nó kết hợp ở phía dưới đây thì lúc đó người ta thường gọi là thâm mắt kết hợp với bọc vỡ mắt tạo thành quầng thâm mắt. Thế thì các nguyên nhân nào mà gây tình trạng quầng thâm mắt như thế này? Có rất nhiều các nguyên nhân, nhưng hôm nay Trọng chia sẻ với các bạn bốn loại nguyên nhân chính, và các bạn xem mình nếu có cái quầng thâm mắt thì thuộc nguyên nhân nào dưới đây nhé. Nguyên nhân thứ nhất là có thể gặp được, đó là nguyên nhân do di truyền. Thường những bạn nào mà sau khi mà tuổi lớn lên rồi mà bố hoặc mẹ có cái quầng thâm mắt dưới đây, thì trong gia đình của bản thân các bạn cũng như là anh chị em cũng có nhiều người là có cái bọc thâm quầng mắt thâm như vậy, thì đó và xếp vào nhóm là do di truyền. Nhóm thứ hai mà các bạn thể gặp lại có thể là do là các bạn thức khuya hoặc thiếu ngủ. Khi các bạn thức khuya và thiếu ngủ thì làm cho máu tập trung lên cái vùng đôi mắt này nó bị thiếu đấy, và làm tình trạng cho làm cái sắc tố ở vùng quanh mắt này nó thay đổi, làm cho các bạn trở nên bị thâm quầng lên. Và rất nhiều người mà thường mà thức khuya đấy thì hôm sau mà đi làm thì những người đồng nghiệp và bạn bè đều hỏi hôm qua bị thức khuya hay sao, thì đấy là một trong những tình trạng mà cái quầng thâm mắt nó xuất hiện rõ ràng nên là như vậy. Nguyên nhân thứ ba các bạn có thể gặp lại được, đó là nguyên nhân do bệnh lý. Ví dụ như nhiều người có bệnh lý về gan, ví dụ như là sơ gan do bị rượu, thì các bạn để ý xem những người nào mà uống rượu nhiều và bị say rượu thì cũng một vài chén say thường xuyên đấy, thì cái bọc mắt ở cái phía dưới này nó rất rõ ràng và nó thâm quầng lên rất rõ hơn, khác biệt hơn so với những người khác. Ngoài ra những người có bệnh như là bệnh lý về các yếu tố nội tiết hoặc các bệnh về viêm mũi dị ứng hoặc là thiếu máu cũng gây tình trạng có cái quầng thâm mắt nó lộ rõ ra như vậy, thì đấy là nguyên nhân thứ ba mà có thể gặp. Đấy. Nguyên nhân thứ tư là có thể do bị não hóa. Thì thường những chị em phụ nữ trên 35 tuổi, khi đó là cái tuổi mà cái da nó bị não hóa và các bộ phận nó bị não hóa, và cái da vùng quanh mắt này trở lên là bị nhăn nheo rất nhiều và thừa rất nhiều, kết hợp với nền bọc mỡ vùng mắt dưới nữa, tạo cho các bạn các quầng thâm mắt nó hiện ngày càng rõ hơn so với hồi trẻ. Thì đây là bốn cái nguyên nhân mà Trọng vừa mới chia sẻ với bạn. Các bạn xem mình là một trong những nguyên nhân nào. Nếu là một trong bốn nguyên nhân đấy thì hãy đánh cái số vào like phía dưới cho Trọng nhé. Xem mình trong có nguyên nhân hay không, hoặc bạn bè của mình có ai trong những cái nguyên nhân mà thực hiện Trọng vừa kể hay không nhé. Thì cách trị cái quầng thâm mắt là như thế nào? Thì có hai cái loại quầng thâm mắt mà Trọng vừa nói. Nếu những người nào mà không có bọc mắt mà chỉ có mỗi cái quầng thâm thôi thì chúng ta có thể điều trị bằng phương pháp thẩm mỹ nội khoa, tức là vì dùng thuốc bôi hoặc dùng những cái kem hoặc là dùng làm các phương pháp tiêm các tinh chất vào với vùng quanh cái da mí mắt quanh mắt này trở nên tươi và sáng hơn, thì đấy là phương pháp trong điều trị cái thâm quầng mắt trong đơn thuần. Trường hợp thứ hai mà những người nào có bọc mỡ mắt ở phía dưới kết hợp với thâm quầng mắt thì chúng ta phải tiến hành là lấy bọc mỡ mắt đi. Nếu những người nào mà không có da thừa nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là phẫu thuật thẩm mỹ lấy bọc mỡ mắt nội soi các bạn nhé. Thế nào là gọi là thẩm mỹ mắt nội soi? Tức là khi đó các bác sĩ sẽ rạch ra một cái đường bên trong cái lớp mí này và lấy toàn bộ cái mỡ ở góc mắt trong, góc mắt giữa và góc mắt ngoài của các bạn đi. Khi lấy đi như vậy rồi thì cái da, cái bọc mắt cùng quanh mắt của bạn trở nên phẳng hơn và không bị xuất hiện như ở trong hình vẽ đó. Thế thì ở trong đất cái vùng quanh mắt này nó có hệ thống cơ và hệ thống tuyến mỡ nó rất rõ ràng như vậy, và bác sĩ thẩm mỹ thường xác định và lấy một cách rất đơn giản nhẹ nhàng thôi. Thời gian lấy trung bình tầm 30 phút nhé, và làm xong các bạn trở về được ngay. Phương pháp thứ hai trong trường hợp mà phẫu thuật và trong trường hợp mà các bạn có nhiều cái da thừa, nhiều cái nếp nhăn ở vùng mặt dưới này, thì khi lấy mỡ đi cũng chưa đủ mà chúng ta còn phải tiến hành là cắt cái mí dưới nhá. Chúng ta cắt mí dưới và lấy mỡ bọc mắt của mí dưới, khi đó chúng ta bị rạch được da ở phía dưới này và lấy đi toàn bộ cái lớp da nó là bị nhăn nheo và kết hợp với da nó bị thay đổi sắc tố đấy, kèm theo là lấy mỡ hai cái bọc mắt dưới, giải quyết cái quầng thâm của mắt dưới đi cho chúng ta. Đấy là một trong những cái phương pháp mà phẫu thuật thẩm mỹ ở vùng mắt dưới chúng ta có thể tiến hành được để giải quyết cái điều trị
cái quầng thâm mắt và rất hiệu quả nhé, không tỷ lệ tái phát cũng như là tỷ lệ mà quay trở lại cái quầng thâm mắt ấy là rất ít khi các bạn tiến hành lấy mỡ hoặc mất nội soi cũng như là tiến hành là cắt bên dưới. Trên đây chẳng vừa mới chia sẻ xong cho các bạn đấy là những cái nguyên nhân gây tình trạng cái thâm quầng mắt và cái phương pháp điều trị cái thâm quầng mắt làm sao cho hiệu quả như vậy. Và kết thúc đó là cái hình ảnh của các bạn nhìn 3D đấy, là kết thúc trước sau của thâm mắt, cái kết quả và sau khi nào đạt được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trọng và đừng quên like hoặc là subscribe video của Trọng. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.